Sophie Tuấn em gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê PCP. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại kênh YouTube bán hàng của bên Sophie Tuấn em. Thì hôm nay như anh em nhìn trên màn nhỏ đây, đây là một cây condo thẳng talon, cấu hình tầm trung anh em nhé. Bao chuẩn chỉ cho anh em chơi ở độ chuẩn xác là 60m là nắp C2, 80m anh em là hạ cò, anh em nhé, là anh em lượm mồi rồi. Đó, thì cây này giá ở trên thị trường đang dao động bán là tầm khoảng 5 triệu cho đến 5 triệu 2, 5 triệu 3 gì đó. Thì hôm nay em bán rẻ cho anh em nhé. Đấy, bán rẻ cho anh em 20 khẩu này. Đấy, bán rẻ cho anh em 20 khẩu để anh em nào mà mới chơi, mới đam mê mà kinh phí chưa nhiều, kinh phí còn hạn hẹp, kinh phí còn ít thì có thể tham khảo và lựa chọn cho mình một cây củi như thế này để về thỏa mãn niềm đam mê anh em nhé. Báo giá công khai cho anh em luôn này, 4 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. 4 triệu 500 nghìn đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em và tặng kèm cho anh em là một hộp đạn kèm theo nhé anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua hàng thì điện thoại trực tiếp, một trong hai số điện thoại em để trên đầu trang, để trên biển đây anh em nhé. Bảng tên của em đây, có số điện thoại đàng hoàng, anh em có thể gọi điện trực tiếp một trong hai số để gặp em, để đặt hàng và để được tư vấn cụ thể. Em sẽ lên cho anh em một cấu hình nó phù hợp với cái túi tiền anh em chơi nhá. Anh em yên tâm đi, trong cái thời buổi mà dịch giá như thế này, dịch Covid như thế này thì bên em thì sẽ luôn luôn là giảm giá cho anh em từ 500-700 tùy theo từng cấu hình để anh em có thể bớt được vài trăm nghìn để anh em có thể lựa chọn cho mình được cái cây củi nó phù hợp nhá anh em nhá. Nhiều khi dịch giã này thì anh em kinh tế nó cũng khó khăn, kinh tế nó cũng chưa nhiều, thì em sẽ giảm giá thành nhiều cây củi để anh em có thể lựa chọn được ok nhất nhá anh em nhá. Anh em xem video đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ em. Đừng quên là đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những cái video mới nhất nhá. Em sẽ thường xuyên đăng tải những cái video mới và những cái sản phẩm mới và luôn luôn giảm giá cho anh em để phục vụ tất cả anh em chơi nhá. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết cái cấu hình này để cho anh em có thể nắm được luôn. Thì cấu hình này em đang sử dụng cho nó là một con kính bút leo anh em nhé. Kính bút leo sừng hươu, chữ khắc vàng. Đấy, có đèn hồng tâm xanh đỏ bắn được cả ban đêm. Đó, con này thì nó ở phân khúc tầm trung, chơi nó cũng ổn định thôi anh em nhé. Nó chưa phải là cái ở phân khúc tầm cao, nhưng mà anh em nào mà kinh phí chưa nhiều thì cũng có thể là tham khảo để chơi được anh em ạ. Kính này thì nó chưa phải là đắt tiền, nó chỉ dao động, cái kính này nó chỉ khoảng dao động là 600-700 một cái kính này thôi. Đấy, bộ hơi thì em đang sử dụng là bình nhôm đít bằng 0,35 anh em nhé. Sơn phủ alot cả trong lẫn ngoài. Chịu áp an toàn 250 cân quay về. Van Super, van cricket đen bản dài hộp mở, bao lỗ xả thẳng anh em nhé. Van này là full inox đồng hồ bạc của công ty Huben, hàng này chính hãng nhé. Đảm bảo cho anh em là không xì xọt, không bị thông áp, không bị tràn áp. Đấy, chơi cực ổn định luôn, hồi áp cực nhanh nhá anh em nhé. Giảm âm là giảm âm bút leo anh em nhé. Giảm âm bút leo bao khúc 6 vách tiên lùi. Giảm này có trích lùi khí nhá. Giảm này đi bem không có tiếng nổ to đâu anh em ạ. Cực kỳ là êm luôn. Thì tay cầm là tay cầm nhựa, cò ba mảnh, ruột bọc đồng, tay kéo bằng hồng luôn. Đấy, khung là khung XS884 anh em nhé, khung này là khung nhập, em là khung nhập luôn. Lớp sơn alot cực đẹp luôn. Đó, có tăng chỉnh búa bên ngoài nhá, thuận tiện cho anh em là tăng chỉnh búa lặng nhẹ ở cái tăng chỉnh này anh em nhé. Đó, có tem 7 màu chống hàng giả nhái luôn, hàng này hàng nhập nên có tem nhá anh em nhé. Đó, thì là em đang sử dụng cho nó là cái cành lô tha wire tem vàng em nhé. Cành lô tha wire tem vàng nhập loại 1 chất thép CR45. Cái chất thép này thì hiện tại đang là tốt nhất, đảm bảo cho anh em là chơi cái thời gian về lâu về dài nó sẽ không bị bò mòn khương. Đấy, anh em cũng không phải lên sai kẹo nhiều anh em nhá. Đấy, nên là đường đạn của nó chơi thời gian về lâu nó cũng cực kỳ là chuẩn chỉ, nó không bị loạn cái đường đạn nha anh em nhá. Đó, thì ba chuẩn chỉ cho anh em là khoảng cách 60m và 80m là anh em vụt cò là chuyện bình thường. Anh em nào mà chơi lâu rồi, có cái kinh nghiệm bắn rồi, đấy, tích lũy được kinh nghiệm rồi thì có thể bem được xa hơn anh em nhá. Đó, anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp một trong hai số nhá. Giá 4 triệu 500 nghìn đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em. Giá cực kỳ là mềm mại, cực kỳ yêu thương, giá cực rẻ luôn anh em nhá. Đấy, một cây condo talon như thế này mà để cách đây tầm khoảng 1 đến 2 năm trước anh em mua thì nó rơi tầm khoảng 9 đến 10 triệu thì anh em mới mua được một cây như thế này. Nhưng đến thời điểm hiện tại đến bây giờ thì nó rất chi là rẻ rồi, mà đang trong cái thời gian dịch như thế này thì bên shop cũng giảm giá rất chi nhiều để phục vụ tất cả anh em nhé. Nên là thời điểm này anh em mua là giá cực kỳ là hợp lý luôn. Nên anh em là có nhu cầu thích thì là alo luôn cho em nhé. Đây, hai số điện thoại đây. Rồi, một video ngắn thì em xin kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp tất cả anh em ở những video từ clip tiếp theo nhé.